Sữa chua của Bi à? Ừ. Còn đi, ăn nốt nhé. Nào, không ngay nào. Nào, màu, nào. Ôm màu. Hả? Gì ăn gì? Hả? Ăn gì mà tay lạnh như này? Hả? Ăn gì mà tay lạnh như này? Ăn gì mà tay lạnh đấy? Còn nó đẹp nhỉ? Tương đối đẹp đấy nhỉ? Sao lại có sữa chua ở đây nhỉ? Ai nhỉ? Ủa không ngon nhá. Đi lại đâu chơi đi. Nhà chơi. Ok, đi nhá. Con này ngoan lắm. Đi nhá. Bi à? Ủa chết rồi, chị ăn sữa chua của Bi à? Còn đi, ăn nốt nhá. Sao rồi chị lấy hôm khác cho này. Ngoan à? Bi ơi, chị xin lỗi. Chị không biết của ai hết, chị thấy đấy. Chị lấy hộp khác cho Bi ăn nhá. Bi ơi, chị xin lỗi, chị không biết là của ai hết. Chị lấy hộp khác cho Bi nhá. Bi, Bi sang đây ngồi với chị lấy hộp khác cho Bi ăn nhá. Bi ơi, Bi, nhìn chị này. Xin lỗi nhé. Bi, chị xin lỗi Bi, chị lấy hộp khác cho Bi ăn nhé. Bia này, ăn đi. Giống sữa chua mà. Bia ơi, ăn đi. Sao?
Hả? Em ăn đi, vẫn giống y hệt mà. Làm sao chị không ăn đồ của Vi nữa đâu? Chị xin lỗi mà. Hả? Ăn đi. Chị Vi. Kìa, đi đâu rồi? Ra đây Vi, ra đây. Hả? Ra đây. Hả? Sao vậy? Sao lại chạy đến đây ra đây? Em lỡ, em mất kéo sơ sơ của Vi để lại. À, sao vậy? Hả? À, sao? Sao? Sao vậy? Mất kêu mày ra đây. Sao? Sao vậy? Sao? Sao vậy? Em đi tỉnh dậy. Sao? Bác không khóc mà. Sao vậy? Giận mẹ à? Sao? Ăn sữa chua của Vivi à? Vâng, em thấy trên bàn em không thể ai hết người mà. Chúng ta lên nhà chơi đi ăn nhá. Mẹ ăn sữa chua bia à? Hả? Sao? Sao vậy? À, để cho bí nhá, lên này cho bí nhá. Ừ? Cho ngồi bí nhá. Ừ. Rồi lên này nó cẩn thận nhá. Sao làm đi giận nhờ. Hả? Ở đây lấy cho anh nhá. Ờ, bí rồi, 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 bí rồi. Nha, ra đây anh nhá. Ừ. Ừ, đúng rồi. Đây này. Sữa chua đây mà. Nào. Sao vậy? À. Cái này không ăn à? Hả? À. Sao vậy? Rồi để ba đẩy nhá. Nè. Sao con này mẹ cho không ăn? Ừ. Ủa này em được cho nó ăn à? Vâng. À. Lúc mấy lần không ăn luôn. Đấy. Giật chị đấy nhá. Lan anh lấy cái khăn ấy. Lấy cái khăn này để lau cho Bibi ấy. Em giặt qua nước ấy. Mẹ nó đang đứng chơi rồi, mẹ đang đứng chơi đi ăn rồi. Đứng ăn, đứng bận lắm. Chị xin lỗi Bi. Làm sao thì không ăn đánh thế nhé, không nhỉ? Ăn nhé. Rồi làm anh ngồi đây đủ chưa Bi đi nhé. Anh xuống đấy làm việc đi. Anh ngồi lại ăn nữa nhé. Ngồi đấy đi. Ngồi đấy nhé. Chị ngồi đây đút cho Bi dễ đi nè. Chị ngồi đây. Ăn ngon. Xin lỗi Bi nha. Còn đâu sẽ không ăn đồ để rồi đâu. Hết rồi, để chị lau miệng cho. Lau miệng này, nè, lau tay này. Chị cứ xác nhé, tao chị bé đi. Nghe là chị bé. Chị xin lỗi vì nha. Này chị bé. Xin lỗi, chị không biết đấy là sữa chua của ai hết. Bi ăn ngoan là sao mình giận chị nữa nhỉ? Ừ.
Sao chị không ăn thế đâu? Tôi dặn chị nhá, nghe chưa? Tôi dặn chị nhá.